những điều cần biết khi quyết định mở cửa hàng rửa xe ô tô. Mở cửa hàng rửa xe ô tô là chuyện lớn, không thể làm qua loa được. Do đó, các nhà đầu tư cần nghiên cứu và tìm hiểu thật kỹ. Dưới đây là những điều cần biết khi mở cửa hàng rửa xe ô tô, xin mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên là lựa chọn mặt bằng cửa hàng rửa xe. Cửa hàng rửa xe nên chọn ở những địa điểm có nhiều xe cộ qua lại, gần đường lớn hay khu vực có đông dân cư sinh sống. Như vậy sẽ có lượng khách nhiều hơn những dân cư thưa thớt, ít xe cộ qua lại. Chủ đầu tư phải khảo sát xem mật độ quán rửa xe ở khu vực đó như thế nào, mức thu nhập bình quân của người dân xung quanh đó ra sao, nhu cầu rửa xe ở tiệm của người dân có thường xuyên hay không. Bên cạnh đó cũng phải xem xét đến diện tích mở cửa hàng rửa xe ô tô. Diện tích tối thiểu để mở cửa hàng rửa xe ô tô là từ 40m² trở lên. Tuy nhiên, nếu điều kiện kinh tế không cho phép, chỉ nên thuê mặt bằng vừa đủ để tránh lãng phí tiền thuê mặt bằng. Ngoài ra, cần xem xét những vấn đề khác như hệ thống thoát nước rửa xe, chỗ ngồi chờ của khách, nhà vệ sinh. Nhà đầu tư cần phải kiểm tra nguồn nước là việc làm không thể bỏ qua. Nếu là nước máy hoặc nước giếng nên kiểm tra độ phèn của nước. Tiếp theo, mô hình tiệm rửa xe hay là thuê nhân viên. Khi cửa hàng rửa xe mới hoạt động, chưa có nhiều khách thì người đầu tư không cần thuê nhân viên và nên tự làm tất cả mọi công việc. Sau một thời gian, cửa hàng làm ăn thuận lợi hơn, có nhiều khách hàng hơn, việc thuê nhân viên lúc này là việc làm cần thiết. Khi thuê nhân lực, cần tính toán kỹ lưỡng chi phí tiền lương cho nhân viên, như vậy mới đảm bảo hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Tiếp theo, cần phải đảm bảo thủ tục pháp lý cho cửa hàng rửa xe ô tô. Chủ đầu tư cần tìm hiểu xem hình thức kinh doanh này có cần phải đăng ký không. Nếu phải đăng ký giấy phép kinh doanh, hãy đến phòng đăng ký kinh doanh tại khu mở cửa hàng. Hoàn thành mọi thủ tục pháp lý theo đúng yêu cầu của các cơ quan chức năng trước khi hành nghề để tránh rủi ro phải ngừng hoạt động. Điều cần phải làm nữa đó là mua bộ thiết bị cần thiết để mở cửa hàng rửa xe ô tô. Một số thiết bị không thể thiếu cho cửa hàng rửa xe ô tô gồm có máy rửa xe cao áp. Cần phải trang bị những chiếc máy rửa xe có công suất trên 2200W, áp lực nước từ 100 đến 183 trở lên. Thương hiệu máy rửa xe nổi tiếng có thể tham khảo đó là máy rửa xe Kokoro. Tiếp theo là máy hút bụi công nghiệp. Thiết bị có chức năng hút sạch mọi bụi bẩn, nước đọng trên xe, cũng như làm sạch nội thất xe hơi trong thời gian ngắn, giúp làm khô những vị trí bị đọng nước khi rửa xe, tránh gây hư hại cho động cơ xe. Mua bình dung tích từ 30 lít trở lên, có thể tham khảo máy hút bụi Kokoro. Đối với cầu nâng rửa xe ô tô, có thể tham khảo cầu nâng một trụ Ấn Độ sắt hoặc cầu nâng Việt Nam. Khi máy nén khí, nên chọn máy có bình chứa dung tích trên 150 lít, công suất máy đạt 4HP trở lên để đảm bảo công suất làm việc. Hãng máy nén khí nổi tiếng và chất lượng nên tham khảo là máy nén khí Zenmani. Sau đó cần phải trang bị bình phun bọt tiết, nên chọn bình từ dung tích 30 lít trở lên. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần trang bị những thiết bị và dụng cụ khác như súng xịt khô, khăn lau, nước rửa xe chuyên dụng. Lưu ý, nên mua tại những cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng. Một trong số đó phải kể đến công ty Tahiko, chuyên cung cấp, phân phối điện máy, thiết bị rửa xe ô tô chuyên nghiệp. Điều cuối cùng bạn cần phải quan tâm là chi phí mở cửa hàng rửa xe ô tô. Một số khoản chi nhà đầu tư cần có phải dự trù như chi phí mua đất hoặc thuê mặt bằng. Số tiền chủ đầu tư phải trả hàng tháng hoặc hàng năm có thể lên đến hàng chục trăm triệu đồng. Chi phí đầu tư mua máy thiết bị, máy móc sửa chữa. Chi phí đầu tư nguồn nhân lực nếu như có ý định đầu tư cửa hàng lớn. Chi phí cho các khoản chi tiêu bắt buộc hàng tháng như điện, nước, xăng, dầu. Một số khoản nữa đó là tiền thuế kinh doanh. Việc mở cửa hàng rửa xe ô tô cũng không nằm ngoài trường hợp này. Số vốn ban đầu có thể là vài chục triệu đồng, mua sắm những thiết bị, đồ dùng phục vụ việc rửa xe cơ bản nhất. Vừa rồi, chúng tôi mới cung cấp những điều cần biết khi quyết định mở cửa hàng rửa xe ô tô. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ủng hộ công ty Tahiko nhé!